Tôi gọi là ở nhà kiếm đủ ăn để nốt cái tuổi già. Nói thật với các bạn, thế nên là cái danh dự, còn mỗi một cái danh dự của con người tôi nên tôi phải giữ bằng được, không bao giờ để mất chất. Đấy, nói thật với các bạn thế luôn. Đấy. Ngay kể cả những đôi giày này, các bạn này, nó chỉ có 180k, 195k thôi này, các bạn này. Nó để mà nói về về làm gì có ai bán cái giày thế này 195k bảo hành 6 tháng đâu. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, 195k đấy. Khách hàng phản hồi rất nhiều luôn. Nói chung là để phản mua hồi. Mua rồi lại mua tiếp cơ. Mua tiếp nhiều quá. Bảo mình muốn bảo mọi người phản hồi bình luận để cho mọi người đọc. Đấy, 195k miễn ship toàn quốc này các bạn này, đấy. Thì mình bán ở nhà luôn đây này. Kể những đôi tôi yêu tôi quý này các bạn nhìn này. Đấy, thấy chưa? Đôi này đẹp không? Đấy, như tôi mặc bộ trắng này, cái thắt lưng này tôi đeo này, ai bảo tôi là 220k? Chào bạn Hồ Thanh Trương nhá, đôi bạn là chốt đôi màu đen hay màu trắng nhỉ? Này, đều 195k miễn ship toàn quốc. Nhà. Bạn là chốt màu đen hay màu trắng thì là đấy, báo lại, comment lại cho mình với. Chụp ảnh đấy, chụp ảnh đấy. Ừ. Đây, mình cầm cho bạn, để cho bạn chụp nhá. Đây, bạn chụp cái này thì bạn chụp đi. Đấy, ok chưa? Rồi. Chụp tiếp này, nếu bạn lấy bên màu này, bạn chụp đi. Đấy, ok bạn nhé. Đấy. Thôi nói chung là giày thì thế thôi, mệt lắm rồi. Nói chung là tôi để mai bán tiếp, không đóng không kịp. Ok bạn Hứa Văn Cường nhá. Thực ra là cũng nhiều lúc cũng chia sẻ lên thôi, chứ còn xã hội thì cũng kệ hết mà. Cái này các bạn xem buổi tối đóng hàng biết bao nhiêu người đóng hàng không? Đây, anh đây. Đây nói bảo là đây các bạn này, nhìn kho hàng nhà mình như này. Đấy, tối đóng này các bạn nhìn thế này. Đây. Đây các bạn nhìn thấy ra coi bảo tôi nói yêu đúng không? Đây. Đấy. Hàng thế này. Mấy người làm ngồi làm máy tính không kịp này. Đấy. Cái này quay được màn hình đúng không? Đây, ngặt màn hình đi. Đây. Đây. À. Đây. Các bạn thấy chưa? Tôi nói có bao giờ nó sai đâu. Đây. Vẫn còn đang đóng tiếp hàng đây, các bạn nhìn thấy chưa, chỗ nào cũng thấy hàng đấy. Đây các bạn nhìn thấy chưa, đây kho hàng cái này, hàng tại nhà mình luôn. Đây anh em nhìn thấy hàng chưa, đây đấy, nói để cho các bạn nhìn thấy là đây nó là sự thật hay không sự thật, đúng không, hay là bốc phét đấy. Rượu thì cũng nhiều. Các bạn, tôi các bạn biết tôi quá nhiều rượu luôn, hiểu chưa, ok chưa. Đấy, nhìn thấy chưa? Một ngày đóng thì không biết bao nhiêu đơn, bao nhiêu con người nhỉ, các bạn nhìn này, nhà đầy người như này làm không kịp này. Đấy. Thôi nói chung là chú có ví cầm tay không? Ví cầm tay vừa vào trang cá nhân hoặc là xem lại cái live stream này của chú nhá. Chú có hết mà nhá.